trong lần vấn đáp trước sư có nhắc đến giới tử, kính mong sư giảng thêm về người giới tử để con được rõ. Giới tử có nghĩa là hạt giống, thì có nghĩa là đây là hạt giống để sau này sẽ xuất gia. Thì trong giai đoạn này là giai đoạn đào tạo hạt giống. Thì trong bất kỳ ngành nghề nào thì cũng có những hạt giống vậy thôi. Thì ở chùa thì nhận những người vào thì gọi là giới tử, thì tức là những hạt giống. Còn giới tử ở đây thì làm cái gì? Thì thứ nhất là về giới thì giữ 8 giới. Về học thì học kinh. Rồi ngoài ra thì sư còn dạy về kinh tạng, ngoài kinh học kinh tụng và kinh tạng. Còn lao tác thì đương nhiên là ở chùa thì có thời gian thì mình học để có được cái phước phục vụ cho Tam Bảo. Thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi.